tâm điểm chiến sự Nga Ukraine sáng ngày 19 tháng 10. Nga tiến quân ở Bobruisk và Ogleda gây sức ép mạnh lên Ukraine. Lính Triều Tiên được đưa đến chiến trường trên xe dân sự, tình báo Ukraine cáo buộc nóng. Video xe thiết giáp Nga trúng đạn pháo bắn trực diện do lao thẳng vào xe tăng Ukraine. Ukraine phản công tích cực ở Kursk. Ukraine trút đòn lớn chưa từng có vào lãnh thổ Nga, hàng trăm UAV tấn công hàng chục mục tiêu trong đêm. Crimea nổ trung chuyển. Hàng trăm lính Bắc Triều Tiên bỏ trốn, muốn đến Ukraine để chiến đấu chống lại chính quân đội Nga. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Nga tiến quân ở Bobruisk và Ogleda gây sức ép mạnh lên Ukraine. Kính thưa quý vị, các nhà phân tích tại ISW báo cáo rằng quân đội Nga gần đây đã tiến vào quận Kluskovsky thuộc vùng Kursk, cũng như ở Bobruisk và Ogleda, tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng thủ của Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến về phía đông đông nam Bobruisk khi các hoạt động tấn công tiếp tục diễn ra trong khu vực này vào ngày 26 tháng 10. Báo cáo viết, cánh quay định vị địa lý được công bố vào ngày 25-26 tháng 10 cho thấy quân đội Nga gần đây đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông Novotereskoye, phía tây nam Novokrovka, bãi thải mỏ Kurechenko ở phía đông bắc Seredova và phía bắc Alexandrovron đều nằm về phía đông đông nam Bobruisk. Ngoài ra, quân đội Nga gần đây đã phát triển nhanh xung quanh Ogleda. Đặc biệt, cánh quay mới công bố cho thấy họ đã tiến về phía tây khu định cư Bobeda. Cũng có thông tin cho biết lực lượng Moscow đã tiến về phía bắc từ Solataya Niva và về phía bắc tây bắc từ Prechistovka, cả hai đều ở tây Ogleda. Giới quan sát quân sự tuyên bố rằng lực lượng Moscow tiến về phía nam và phía tây từ Bodyogarbenka, đã đến vùng ngoại ô Novogrenka và giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô đông nam Shaktarskaya, mặc dù các nhà phân tích không tìm thấy xác nhận nào cho những tuyên bố này. Cũng có những thông tin cho biết rằng lực lượng Kiev gần đây đã phát động một cuộc tấn công cơ giới quy mô trung đội vào các vị trí của Nga ở quận Kluskovsky thuộc vùng Kursk. Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công cơ giới có vẻ như ở phía đông Novipet, tây nam Kluskovo. Các cảnh quay định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow có thể đã giành lại các vị trí ở phía đông Novipet trước đó và lực lượng Ukraine vẫn giữ các vị trí ở phía đông nam Novipet. Tuyến đầu ở Kursk hầu như không thay đổi. Trong báo cáo mới nhất công bố hôm 27 tháng 10, bất chấp việc lực lượng Moscow đang giành nhiều chiến thắng ở miền đông Ukraine, ISW vẫn nhận định các vấn đề kinh tế và thiếu hụt nguồn nhân lực có thể buộc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin phải đưa ra những quyết định quan trọng về cách cung cấp nguồn lực cho cuộc chiến hoặc thay đổi cách tiến hành chiến sự để duy trì sự ổn định. Báo cáo cho hay, chi phí duy trì chiến tranh sẽ tăng lên khi Moscow tiếp tục sử dụng nhân lực và vật lực ở tiền tuyến. Nguồn lực có hạn và ông Putin không thể phớt lờ những chi phí này mãi mãi, nên kinh tế Nga sẽ đạt đến điểm kiệt sức. Điều này sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho xã hội Nga, có thể buộc ông chủ Điện Kremlin phải đưa ra những quyết định quan trọng về cách cung cấp nguồn lực cho mặt trận hoặc thay đổi cách tiến hành chiến sự để duy trì sự ổn định. Nền kinh tế và các nỗ lực quân sự của Nga đang chịu áp lực ngày càng tăng, đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với khả năng duy trì chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong dài hạn. Lính Triều Tiên được đưa đến chiến trường trên xe dân sự, tình báo Ukraine cáo buộc nóng. Binh lính Triều Tiên được đưa ra tiền tuyến bằng xe tải có biển số dân sự, tình báo Ukraine cáo buộc. Theo thông tin tình báo quốc phòng Ukraine DIU thu thập được, Nga đang vận chuyển quân tiếp viện của Triều Tiên ra tiền tuyến trên những chiếc xe tải Kamaz mang biển số dân sự. DIU đưa tin rằng vào ngày 27 tháng 10, cảnh sát Nga đã chặn một chiếc xe tải Kamaz mang biển số dân sự chở đầy lính Triều Tiên trên đường cao tốc Kursk-Voronezh. Theo báo cáo, tài xế chở quân tiếp viện của Triều Tiên trên xe kéo đã không có lệnh chiến đấu phù hợp. Trong một cuộc liên lạc vô tuyến bị tình báo Ukraine chặn lại, các sĩ quan của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân cận vệ số 810 thuộc lực lượng Nga, đơn vị sẽ tiếp nhận quân tiếp viện từ Triều Tiên, đã cố gắng xác định xem chiếc xe tải dừng lại có nằm trong bản cân đối kế toán của họ hay không, và tại sao tài xế lại không có các giấy tờ cần thiết. Trước đó, ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có khả năng sẽ gửi một số lực lượng vũ trang chính quy của mình tới Ukraine để hỗ trợ Nga.
Vào ngày 13 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng Triều Tiên không chỉ cung cấp vũ khí cho Nga mà còn cung cấp cả binh lính, đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường viện trợ cho Ukraine. Vào ngày 17 tháng 10, ông Zelensky nói rõ rằng Nga có ý định đưa khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Vào ngày 18 tháng 10, trưởng phòng tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov xác nhận rằng khoảng 11.000 lính bộ binh Triều Tiên hiện đang được huấn luyện ở phía đông nước Nga. Họ sẽ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine, sớm nhất là vào ngày 1 tháng 11. Tuần trước, tình báo Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng đã gửi 3.000 quân tới Nga để hỗ trợ lực lượng Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Các đơn vị quân đội Triều Tiên đầu tiên đã trải qua khóa huấn luyện tại các bãi huấn luyện ở phía đông nước Nga đã đến vùng chiến sự. Họ được phát hiện tại tỉnh Kursk của Nga vào ngày 23 tháng 10. Video xe thiết giáp Nga trúng đạn pháo bắn trực diện do lao thẳng vào xe tăng Ukraine. Trong đoạn video, chiếc xe thiết giáp MTLB đã bị trúng một phát đạn pháo 125 ly bắn ở cự ly cực gần do tăng tốc lao về phía một chiếc xe tăng T-64 của Nga. Một đoạn video về chiến sự Nga-Ukraine vừa được đăng tải trên mạng đã ghi lại cảnh một chiếc xe thiết giáp Nga trúng đạn pháo của Ukraine và đối đầu với xe tăng của đối phương. Trong đoạn video, chiếc xe thiết giáp MTLB đã bị trúng một phát đạn pháo 125 ly bắn ở cự ly cực gần do tăng tốc lao về phía một chiếc xe tăng T-64 của Nga. Sự việc được cho là xảy ra tại vùng Zaporizhia Oblast với nguyên nhân dẫn tới hành động liều lĩnh của kiếp lái chiếc MTLB chưa được làm rõ. Đây không phải là lần đầu tiên lính Nga lái thiết giáp lao thẳng về phía xe tăng Ukraine. Hồi giữa tháng 10, một chiếc thiết giáp BTR-82A của quân đội Nga cũng đã lao thẳng tới trước hông pháo của hai xe tăng Ukraine ở cự ly rất gần tại vùng Kursk và lập tức bị đối phương khai hỏa, bắn hạ. Ukraine phản công tích cực ở Kursk. Cuối tuần qua, lực lượng Ukraine đã tiến vào khu vực nổi bật chính ở khu vực Kursk. Đoạn phim định vị địa lý từ ngày 26 tháng 10 cho thấy bước tiến của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây nam Onkovka và phía đông Kamchatka. Các nhà phân tích từ ISW đã công bố tình hình ở mặt trận trong 24 giờ qua. Chính tại khu vực này có mặt trận, dự kiến sẽ có quân tiếp viện cho lực lượng vũ trang Nga từ lính Bắc Triều Tiên. Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine tại khu vực Zeleny Sliat, Novofanovka, Darino, Nizhny Klin, Blekovo, Gebrevkov và Nikolaevo Darino. Đoạn phim định vị địa lý ngày 26 tháng 10 cho thấy bước tiến của lực lượng địch tại khu vực Martinovka. Đồng thời, một số trang báo Ukraine cho rằng chính vì khu định cư này mà binh lính Bắc Triều Tiên sẽ ra trận. Được biết, các nhóm tấn công sẽ được chia thành một nhóm gồm 30 người đi cùng với một chỉ huy của lực lượng vũ trang Nga. Họ đã học một số mệnh lệnh bằng tiếng Hàn để ra lệnh. Lính Bắc Triều Tiên sẽ được biên chế vào lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của hạm đội Biển Đen của Nga. Ukraine trút đòn lớn chưa từng có vào lãnh thổ Nga. Hàng trăm UAV tấn công hàng chục mục tiêu trong đêm. Crimea nổ trung chuyển. Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn rơi 109 UAV của Ukraine trong một ngày tại nhiều tỉnh, trong đó có nơi cách biên giới khoảng 400 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không bắn hạ đã bắn hạ tổng cộng 109 máy bay không người lái UAV của đối phương trong ngày 27 tháng 10. Phần lớn tại tỉnh Buryan, giáp lãnh thổ Ukraine và tỉnh Tambov, cách biên giới khoảng 400 km. 5 UAV cũng bị chặn tại tỉnh Kursk, nơi quân đội Ukraine mở chiến dịch tấn công từ tháng 8 và đang kiểm soát hàng trăm km vuông. Một số UAV cũng bị bắn rơi tại các tỉnh Voronezh, Lipetsk, Belgorod, Kaluga và Odion. Alexander Kusrap, tỉnh trưởng Voronezh cho biết 10 UAV bị phá hủy tại địa phương này. Mảnh vỡ rơi xuống khu công nghiệp ở thành phố Voronezh khiến một người bị thương. Truyền thông Nga nói rằng hai vụ nổ đã xảy ra gần nhà máy sản xuất côn ethanol tại tỉnh, nhưng chưa rõ có thiệt hại hay không. Trong khi đó, theo báo cáo vào sáng ngày 28 tháng 10, vào khoảng 3 giờ sáng, người dân địa phương của Tsankoy thuộc Crimea đã báo cáo về loạt vụ nổ lớn cả trong khu định cư và toàn khu vực. Theo báo cáo công khai của Kremlin Queen, chính cư dân của Tsankoy là những người nghe thấy tiếng nổ lớn đầu tiên. Và sau đó một thời gian, cư dân của vùng Simferopol cũng nghe thấy tiếng nổ. Theo báo cáo, ở vùng Tsankoy xuất hiện lên tới 20 tiếng nổ lớn. Nguồn tin viết rằng
có thể UAV Ukraine đã tấn công vùng Sankai. Ở những khu vực khác, có thể đã có hoạt động phòng không của Nga. Lúc 4 giờ 19 phút theo giờ Kiev, ở quận Vyborsky đã có 7 đến 8 tiếng nổ và tiếng đầu tiên rất lớn. Có một sân bay quân sự ở khu vực này. Ngoài ra còn có các sân bay ở tất cả những khu vực mà người dân địa phương ở Crimea đã nghe thấy một loạt tiếng nổ. Vào lúc 5 giờ, hệ thống phòng không của Nga lại tiếp tục tấn công một số mục tiêu trên không bay tới Crimea. Chính quyền địa phương thông báo rằng Crimea được cho là đang bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Hiện tại, thiệt hại vẫn chưa được báo cáo chi tiết. Hàng trăm lính Bắc Triều Tiên bỏ trốn muốn đến Ukraine để chiến đấu chống lại chính quân đội Nga. Một nhóm gần 200 cựu binh lính Triều Tiên đã đào tẩu khỏi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc, đang yêu cầu được chuyển đến Ukraine để bắt đầu chiến dịch chiến tranh tâm lý chống lại những người đồng đội cũ của họ. Theo trang SCMP, mỗi cựu chiến binh này đều có từ 7 đến 10 năm kinh nghiệm trong quân đội. Bây giờ, họ đang tìm cách sử dụng kiến thức nội bộ của mình về quân đội Bắc Triều Tiên để làm suy yếu và làm mất tinh thần của quân đội sẽ chiến đấu chống lại Ukraine bằng cách khai thác điểm yếu tâm lý của họ. An Chanin, sau 19 tuổi, cho biết, tất cả chúng tôi đều là cựu chiến binh, hiểu rõ văn hóa quân sự và trạng thái tâm lý của Triều Tiên hơn bất kỳ ai khác. Ông hiện là người đứng đầu Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên Thế giới và cũng là giáo sư danh dự tại Đại học Mở Cybernetics, Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh đến sự sẵn sàng của những người đồng đội của mình khi họ được triển khai. An Chanin cho biết, chúng tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu để làm tác nhân chiến tranh tâm lý thông qua loa phóng thanh, phát tờ rơi và thậm chí làm phiên dịch. Lee Min-bok đã trực tiếp gửi lời kêu gọi đến chính phủ Ukraine công bố một bức thư ngỏ gửi đến Đại sứ quán Ukraine tại Seoul. Cựu quân nhân này đã yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelensky giúp giải cứu những người lính Triều Tiên mà ông gọi là bia đỡ đạn. Lee Min-bok nói, về cơ bản, lính Bắc Triều Tiên ở đó là lính đánh thuê, nhưng chúng tôi sẽ đi với tư cách là tình nguyện viên trong một nhiệm vụ thiện chí. Đơn giản là sự hiện diện của chúng tôi ở Ukraine có thể ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần của quân đội Bắc Triều Tiên. Cho đến nay, Đại sứ quán Ukraine tại Seoul vẫn chưa phản hồi đề xuất này và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chuyển vấn đề này cho Bộ Thống nhất, nhưng cơ quan này vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Lee Min-bok viết trong bức thư ngỏ của mình, những người lính Bắc Triều Tiên có thể tìm thấy hy vọng và lòng can đảm khi họ hiện diện tại Ukraine. Điều này sẽ truyền cảm hứng cho họ vượt biên giới để tìm kiếm tự do. Đề xuất của nhóm này được cho là phản ánh quan điểm chung của khoảng 34.000 người đào tẩu Bắc Triều Tiên hiện đang sống tại Hàn Quốc. Nhiều người trong số họ rất lo ngại về việc quân đội Bắc Triều Tiên được gửi đến Nga. Theo anh, nếu quân đội Ukraine bắt giữ binh lính Triều Tiên, nhóm của ông có thể thuyết phục họ đào tẩu sang miền Nam. Cựu binh sĩ này nói thêm, hầu hết binh lính Bắc Triều Tiên, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ, đều thiếu lương thực và suy dinh dưỡng. Những người lính mà bạn thấy trên các cuộc diễu hành trên TV là những đơn vị được tuyển chọn kỹ lưỡng, họ là những người đứng đầu toàn bộ dân số. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.